Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân Hạnh Phúc coi món quà giản dị của con gái út Bí Ngô. Cô xúc động viết, quà 20 kg sớm của nhỏ nhắn út tặng mẹ. Tâm huyết của nhỏ nhắn gửi vào từng nụ hoa, từng bức hình, từng cái cầu tóc. Không uổng công ba mẹ sớm hôm tần tảo. Chúc thiếu nữ chúng mình ai cũng có trái ngọt như vậy nhé. Cảm ơn cục quà của mẹ Bí Ngô yêu dấu. Theo đó, món quà 20 kg mà Bí Ngô dành tặng mẹ chỉ đơn giản là những bức hình, tấm thiệp và bó hoa tự tay làm, nhưng khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân khác lạ xúc động. Bí Ngô tên thật là Lê Ngô Bảo Châu, là con út của nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân và người chồng thứ hai tài tử Lê Tuấn Anh. Hồng Dân sinh Bảo Châu lúc ngoài 40 nên cô nhỏ nhắn được bố mẹ lẫn anh chị rất cưng chiều. Từ nhỏ nhắn, Bí Ngô thường được mẹ bế theo nhập cuộc các sự khiếu nại sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô nhỏ nhắn 12 tuổi hiện đang theo học một trường cấp 2 quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bí Ngô sớm biểu thị năng khiếu diễn xuất. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân luôn tạo điều khiếu nại để cô nhỏ nhắn biểu thị trình độ trên sàn diễn. Bí Ngô được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ khi sở hữu gương mặt trái xoan, nụ cười duyên.